Căn nhà xứng vương, mộc mạc, yên bình, tọa lạc tại khu đồi Đông Tĩnh của thành phố Đà Lạt. Rất phù hợp cho quý vị anh chị đang mong muốn sở hữu một không gian sống, nghỉ dưỡng, trong lành, mát mẻ và yên tĩnh tại thành phố ngàn hoa. Với diện tích hơn 200m², góc hai mặt tiền thông thoáng và công năng sẽ là một căn nhà nhỏ và một khoảng sân vườn rất rộng rãi trong một khu vực cũng đậm chất Đà Lạt cổ xưa. Nếu như quý vị anh chị đang muốn tìm về một cuộc sống yên bình, thanh tịnh, không ồn ào, thì sản phẩm hôm nay hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại khu đồi Đông Tĩnh thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt. Như ban đầu video Nhã đã có giới thiệu thì sản phẩm ngày hôm nay sẽ là một căn nhà nhỏ, một căn nhà sân vườn tọa lạc tại một cái khu vực rất là yên tĩnh và đậm chất Đà Lạt cổ xưa. Và ngay bây giờ thôi thì hãy cùng theo chân Nhã tiến vào bên trong của căn nhà. Đầu tiên thì tổng thể chúng ta sẽ có một khuôn viên đất rộng 229m² với bề ngang rất là lớn là ngang 20m. Và phần lớn diện tích thì gia chủ để cho cái khoảng sân vườn. Khuôn viên của cái khuôn đất thì gia chủ đã rào xung quanh hết rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề móc lộ giới cũng như là giáp ranh giữa các bên. Khoảng sân vườn sẽ trải rộng từ phía trước nhà hai bên hông, và hiện tại thì gia chủ cũng chăm sóc rất là nhiều các cái loại hoa, cây cảnh khác nhau. Trong đó thì có hai loại đặc trưng của thành phố Đà Lạt, đó chính là những cây tùng cũng như là một cây mai anh đào ngay trước ngõ rất là lớn. Tiến vào bên trong khuôn viên của căn nhà thì chúng ta sẽ có tổng thể là chỉ là một cái căn nhà cấp 4 thôi, một trệt và một gác, bao gồm là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Về tổng quan thì căn nhà của chúng ta không có gì là quá là đặc biệt, không quá mới, không quá kiên cố hay là hiện đại tiện nghi. Chúng ta chỉ có một cái căn nhà vừa đủ ở và đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho quý vị anh chị. Còn lại thì cái vấn đề tâm đắc nhất của Nhã trong cái video này đó chính là cái khuôn viên cũng như là cái vị trí của căn nhà trong một khu vực có thể nói là rất là yên tĩnh. Và tí xíu nữa vào cuối video thì Nhã sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị cái khu vực xung quanh của căn nhà để cho chúng ta có thể là dễ dàng hình dung là tại vì sao Nhã đánh giá đây là một cái khu vực rất đáng để chúng ta có thể là nghỉ dưỡng trong một nơi yên tĩnh và đậm chất Đà Lạt cổ xưa. Rồi, thông tin của căn nhà cũng như là khuôn viên sân vườn thì Nhã đã vừa giới thiệu đầy đủ cho quý vị anh chị. Còn bây giờ thì Nhã sẽ giới thiệu cái không gian, cái môi trường sống xung quanh. Đối diện căn nhà của chúng ta đó chính là khuôn viên của cái giáo xứ Hà Đông, một trong những cái nhà thờ cũng rất là cổ và lâu đời của thành phố Đà Lạt. Và như quý vị anh chị cũng có thể thấy là cái khu dân cư xung quanh căn nhà của chúng ta thì cũng không quá nhiều, hiện tại vẫn đang là đất trống, cho nên là không gian riêng tư cũng như là cái sự yên tĩnh cho chúng ta sinh sống tại căn nhà này thì sẽ rất là tốt. Cách đó không xa thì sẽ là một cái khu quy hoạch đồi Đông Tĩnh. Khu quy hoạch này thì cũng đang có rất là nhiều các cái căn villa được xây mới cho gia chủ người ta vào và để nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt với một cái không gian sống như Nhã đang quay đây. Đường xá, cơ sở hạ tầng thì đã khá là tốt. Môi trường sống thì trong lành và có thể nói là rất là yên tĩnh. Nếu như quý vị anh chị đã một lần lên cái khu quy hoạch Đông Tĩnh này thì sẽ cảm nhận được là cái cảm giác của nó sẽ giống như là cái tên của nó luôn. Rất là yên tĩnh và cái môi trường sống thì nói là rất là nhẹ nhàng. Và nếu như ở tại cái căn nhà mà Nhã vừa giới thiệu thì cái cuộc sống nó lại càng đưa cho chúng ta về những cái hoài niệm xưa cũ tại Đà Lạt hơn nữa. Đối diện sẽ là một cái nhà thờ cũ và người dân hay còn gọi là nhà thờ nghèo. Còn xung quanh thì sẽ là những cái căn nhà cũng của những cái người cư dân sống ở Đà Lạt rất là lâu.
Còn cái khu quy hoạch Đông Tịnh này thì người dân sẽ là những cái cư dân mới ở các tỉnh đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng. Và trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay. Căn nhà với diện tích là 229m2, tọa lạc tại vị trí góc 2 mặt tiền của khu Đông Tỉnh thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt, với kết cấu sẽ là một trệt một gác, bao gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, không gian sân vườn, và hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc. Và Nhã cũng xin kết thúc video tại đây. Một lần nữa thì Nhã xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Land. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.